giới thiệu máy 2 trong 1 HIFU12G, xác định lại chính xác. Thiết bị tiên tiến này đi kèm với 8 hộp mực khác nhau, mỗi hộp 20.000 phát, được thiết kế riêng cho các khu vực cụ thể, nhắm mục tiêu lớp biểu bì, lớp hạ bì, lớp FMAS và lớp mỡ cơ thể bằng hộp mực dân số, dao động từ 1,5mm đến 12mm. Hộp mực HIFU 360 độ mang lại tính linh hoạt, điều trị các khu vực xung quanh mắt, miệng và mũi, đồng thời giải quyết mụn đầu đen, nâng cao các phương pháp điều trị làm đẹp của bạn với kết quả được nhắm mục tiêu và hiệu quả. Tin tưởng vào khoa học làm đẹp, tin tưởng vào BOMMETRING. I'm just